rồi. Good. Sao? Thấy sao? Thấy good, good, good. Ổn. Ngọt không? Ngon. Mới được hãng tặng nha, Italy số 1 hiện tại bây giờ. Để xem coi bên trong có gì không nha. Đây, một miếng mút che khỏi chạy động đơ nha. Bồ cứ nhựa gồm có 3 cái, một chai dầu, một cây phủi tông đơ, một cây lược, một cây chổi phủi tóc, một bộ đội nguồn. À, bộ đội nguồn này nó có 3 cái chân để cho mình có thể mình thay đổi nếu như bộ nguồn của mình mà xài nguồn tròn á thì mình sẽ thay đổi được luôn. Đầu chân tròn mình sẽ thay đổi được luôn. Rồi, bộ cúp sạc. Chà, bộ cúp sạc này hơi nặng à. Chất lượng à, bộ xi, đế xi bóng mượt, đường viền tinh xảo, chắc chắn. Và đây, con này mới là kinh khủng đây, Detailer. Để xem coi bên trong đây có gì ha. Này, đây có 2 cuốn sách hướng dẫn chú ý. Đây là sách hướng dẫn phiên bản quốc tế nên nó có tất cả những thứ tiếng luôn. Đây có cả tiếng Việt nữa nè, đó, nên các bạn cứ vào đây tham khảo chi tiết ha. Còn đây là sách hướng dẫn thông số kỹ thuật của sản phẩm. Các bạn vào trong đây xem chi tiết cụ thể hơn. Cũng không có gì hết. Đây là Detailer, dòng lưỡi của nó là lưỡi chữ T. Còn phía trước các bạn muốn biết nó là sản phẩm gì, các bạn bật công tắc lên thấy được chữ LI, đó là Detailer. Sản phẩm này rất hợp với lại Chí Tam Quốc, để mang lên cho Chí Tam Quốc tha thù thử nha. Ui, chị đang cắt à, test cái này thử coi, hãng mới tặng á, Detailer. Phải đẳng cấp quá nha. Dữ dằn luôn á. Thấy coi đồ chơi thông số, kỹ thuật của nó cũng dữ lắm. Nó là lưỡi chữ T luôn. Pin làm sao thằng này nó được cái sạc nhanh lắm, sạc cấp tốc luôn. Sạc 1 phút á thì mình sử dụng được 5 phút, còn nếu mình sạc 5 phút thì nó phải sử dụng mười mấy phút á. Ngọt không? Ngon. Rồi trong cái trải nghiệm vừa rồi em thử thì em cho nó được mấy điểm? Với cái tầm giá này, cái cây này chắc tầm 7-8 điểm. Sản phẩm ly này nó được thiết kế rất là đẹp mắt. Khi mà mình bật lên có công tắc, có đèn,
có báo hiệu cho mình biết là đang hoạt động và cốc sạc cũng rất là đẹp. Nhưng mà về dòng màn hình thì nó vượt trội hơn là thằng Dieter Colette. Thì ok, cái anh nói vậy thì em cũng đồng ý, nhưng mà theo em nghĩ cái quan trọng cái giới bơ của mình sẽ chọn cái cây kia nhiều hơn. Tại vì cái tầm giá của nó cũng dễ thở hơn là cái cây này. Nó vừa dễ chọn hơn cho các bạn. Nếu mà cái cây này nó cái ngoại hình này thì là ok quá rồi, nhưng mà cái độ sắc nét này kia vượt trội hơn hoặc là có cái gì đó nó hơn hẳn cái kia thì cái giá này người ta sẽ chấp nhận. Xin cảm ơn tất cả mọi người, và nếu thấy hay nhớ bấm like nha và đăng ký kênh Barbershop Vũ Trí để mà theo dõi cái phần review tiếp theo mà tất cả cái giới bên đều phải sử dụng. Xin cảm ơn ba mọi người.